Vâng, chào mừng tất cả các bác nha. Thì theo yêu cầu của mấy bác thì em lên những con long hồn nữ còn lại. Hiện tại em chỉ còn hai con thủy và một con nhật nha. Hai con size 30 và một con size 35. Đây là hai con thủy này các bác. Hàng thủy một con siêu mỏng với thiết kế kiểu là trang sức nha các bác, nó sẽ thiên về sự sang trọng. Con này thì phù hợp với rất nhiều chị em phụ nữ thích mặc đầm, mặc váy trắng thì lên con này như công chúa luôn, khá là sang. Máy pin thì sợi siêu mỏng nha, khoảng là 2,5 ly thôi, trong suốt cơ, cực kỳ mỏng. Lần đầu tiên em thấy một con đồng hồ thủy mà nó mỏng như thế này, nó mỏng thì dễ phối ghép các bác, trong suốt luôn nha, máy thủy nha các bác. Đây có thấy đồ đẹp này, ôm tay rất là đẹp, nguyên khối này các bác, tất cả nguyên khối này. Con này em đang giao lưu các bác là 1,2 triệu nha, hàng độc luôn. Có 102 nữa, siêu mỏng như một cái trang sức, nhưng nó là đồng hồ vừa trang sức luôn. Con này size 35 năm ấy, nó sẽ có một cái họa tiết là một cái cánh hoa xúc quát. Con này 1,2 triệu nha các bác. Mấy anh trai trẻ hoặc là thích tặng cho bạn gái hay là vợ bác nào mà hay mặc đầm hay mặc váy rồi mà trắng rồi các bác, lộng lẫy rồi chơi con này là hết bài. Có thể xém cho chị em phụ nữ rất hai ba cái các bác, có thể thay đổi theo bố trí của trang phục. Và tiếp theo một con thủy sĩ Sima cao cấp nữa, Sima một thương hiệu rất nổi tiếng rồi các bác. Sima thủy sĩ con này giá em để có 3,3 triệu nha, cực đẹp luôn. Sima dây lụa nghiêng zin 3,3 triệu. Đây các bác, dây nhìn các bác nhìn từng chi tiết này, hàng em đấu bây giờ đẹp nhức nách luôn nha. Đây, bộ dây lụa này các bác, Sima thì sĩ, giá này con này là 3,3 triệu. Đánh đá ở 4 hướng 6, 9, 3, 12 giờ. Cặp chỉnh là có đánh đá đá lục xanh nha. Dây lụa rất cực đẹp luôn nha các bác. Hay đồ xinh này các bác, đeo càng ngày là càng bóng thôi. Và thương hiệu Sima nữa. Hay có nhìn khó này các bác. Còn keng luôn nha. Sima em vừa rồi em giao rất là nhiều mấy con bọc vàng và những con vàng đúc, giá trị lên vài chục củ. Những con này là con Sima Bing, mạch lụa, dây lụa dành cho chị em phụ nữ, size 30 nha. Con này size 30, những con này các chị em lên tay là hết bài luôn. Bác nào mua tặng cho vợ thì liên hệ cho em nha. Đấy, xém sửa cho mình rất nhiều, nhiều khi các bác quên mất nửa còn lại của các bác nha. Đấy, đơn giản chỉ tặng một cái đồng hồ thế này, các chị em đi đâu cũng đeo lên tay thì luôn, thì các bác sẽ được nhận lại rất là nhiều nha. Đấy, gần hết năm rồi, hãy mua tặng vợ nha các bác. Đấy, một con Sima thủy sĩ cao cấp size 30 em đang để là 3,3 triệu nha. Còn con Swatch này thì size 35 năm, siêu mỏng, con này 1,2 triệu. Tiếp theo cuối cùng là con nhật Sunrock Play, cũng size 30 mặt tròn, mặt vàng trắng tia, dây lụa zin nha các bác. Con này giá em để các bác luôn là 1,5 triệu nha, lấy thì nhanh tay 1,5 triệu nha các bác. Còn là con Sunrock Play của Nhật giá 1,5 triệu. Sunrock Play mạch vàng trắng tia size 30. Mạch vàng trắng tia dây lụa nghiêng zin. Mẹ pin thì các bác xài 2-3 năm mới hết pin lần nha. Con này 1,5 triệu nha, size 30 nha. Xuất sắc. Đây, một con thủy, một con nhật. Đây. Thủy thì các bác biết rồi, cái độ hoàn thiện nó rất là cao. Và cũng như cái gì nó chi tiết nó cao hơn, có nhìn từ dây nó cũng có sự khác biệt nha. Cái phần đan xen của con thủy nó
nhiều chi tiết hơn so với những con Nhật. Con Shima Thụy thì nó là 3,3 triệu, còn con Sunroc Play này của Nhật thì giá là 1,5 triệu nha, đều size 30. Còn riêng con Swatch này thì nó là 1,2 triệu nha, vừa là một đồng hồ vừa là một cái trang sức đấy các bác. Rồi em xin chào các bác, thì cũng theo ý của các bác thì em lên ba con còn lại để bác chủ mình xem, bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé.